TSS Channel. Chương 4124, 3 vạn năm sau. Tây Thiên Phật Giới, Tây Tương Trí, một vị tăng nhân trẻ tuổi nhìn qua chừng 20 tuổi. Thần khoác thiền y vải bố màu nâu xám, phong trần mệt mỏi, giống như đã trải qua vô số phong sương phơi nắng, làn da thô ráp vàng như nến, đi về phía bên hồ nở đầy hoa sen. Thân hình hắn thủy trung cao ngất như vậy, ánh mắt sáng ngời cơ trí lại không thiếu trầm định ôn hòa về rồi à phàm trần ngồi thiền bên hồ cách đó không xa gió thổi lá sen từng mảnh lay động lần này đi địa hoang vũ trụ phải vạn năm chứ có thu hoạch gì không hắn hỏi hồi bẩm sư tôn địa hoang vũ trụ mênh mông trống trải hơn cả thiên đình và địa ngục phong tục nhân văn hoàn toàn bất đồng nhưng phật đạo thịnh hành đệ tử đi địa tạng vương miếu đi hỏa vực đi qua ba con đường cổ bị tàn phá ba vạn năm trước phong ba của minh vẫn hạo kiếp vẫn chưa hoàn toàn trở về. Thường xuyên có tà ma mới dựa vào hỏa vực lực cùng khí tàn kiếp ma trưởng thành. Tăng nhân trẻ tuổi kia tiếp tục nói. Cũng may Bảo Châu Địa Tàng là Phật môn thần thánh có đại pháp lực cùng đại trí tuệ. Những tà ma này không nhấc nổi sóng. Ba vạn năm qua, nàng đã mang lãnh địa hoang Phật tu đi ra cực khổ. Ở trong kiếp ba tỏa sáng sinh cơ mênh mông. Đây là lễ vật nàng bảo đệ tử mang cho sư tôn tăng nhân trẻ tuổi lấy ra một bầu rượu có điêu khắc các loại tiếng phạn Phật giáo. Trình lên, phàm trần cười ha hà, nhận lấy bầu rượu, hét lớn uống, mấy năm nay, ngụm rượu này không bỏ được. Rượu ngon, bảo châu địa tàng hữu tâm, tinh thần, vi sư xem tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới thượng vị thần. trí nhớ khôi phục rồi, trương tinh thần trong mắt hiện lên vẻ khổ sở, nói, khôi phục, đi địa hoang vũ trụ lần này, đệ tử mới biết. Năm đó phụ thân nói đúng, dư âm của một trận chiến đấu lan đến quá rộng, cuộc chiến minh vẫn, hơn một ngàn năm ánh sáng xung quanh hỏa vực đều hóa thành hư vô. Tất cả tinh cầu và đại thế giới đều hủy diệt, phạm vi xung kích của dư ba còn xa hơn, không biết bao nhiêu sinh linh thân tử, tàn tật, trôi giạt khắp nơi, đau đớn mất đi người thân, bọn họ ngay cả đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chỉ còn lại cực khổ một đời lại một đời, chỉ có tự mình đi một lần, nhìn một chút mới có thể cảm động lây sinh tử đại chiến như vậy tạo thành kiếp ba khó tránh khỏi nhưng luận bàn võ đạo là có thể khống chế là cần cân nhắc hậu quả năm đó khinh cuồng phạm phải sai lầm lớn nhân gian lịch kiếp địa hoang hành tẩu mới chính thức biết được nhân gian khó khăn sinh mệnh chân quý tu luyện ý nghĩa cũng mới rốt cục biết được lực lượng không phải dùng để chiến đấu mà là muốn khống chế lực lượng đi thực hiện trong lòng chi nguyện vọng trong lòng thủ vững, trong lòng chi lấy hay bỏ. Sư tôn, đệ tử thật sự sai rồi. Phạm Trần gật đầu nói, là phụ thân ngươi năm đó nhờ ta tìm ngươi, dẫn ngươi tu hành. Hắn nói, ta có thể từ trong vạn tướng hồng trần vạn kiếp trở về. Tự nhiên có thể giúp ngươi luyện tâm cứu rỗi. Ngươi hồng trần chưa đoạn, vì sư cũng không có ban cho ngươi pháp hiệu, không tính vào không môn. Nếu khôi phục trí nhớ, liền về nhà đi thôi. Trương tinh thần quỳ xuống dập đầu đệ tử nguyện dùng quãng đời còn lại cứu rỗi tội ác, hy vọng Phật ta thành toàn. Phạm Trần một tay kéo đứt một mảnh lá sen trước mắt, cầm trong tay làm quạt hương bồ, cười nói: Thiên vũ đại bất nhuận vô căn chi thảo, đạo pháp khoan trích độ hữu duyên người. Vì sư thị tăng phi Phật thành toàn không được ngươi, ta và ngươi thầy trò duyên phận đã hết. Trương Tinh Thần quỳ dài không dậy nổi, miệng đọc kinh văn. Phạm Trần nói: Ngươi cũng nên trở về gặp mẫu thân một lần nàng tất nhiên là người đau lòng nhất, nhớ nhung ngươi nhất, hơn ba vạn năm, ngươi có nghĩ tới, nàng cảm thụ như thế nào không? Là ta bất hiếu, là ta thẹn với mẫu thân, trương tinh thần rốt cục đình chỉ tụng kinh, lệ nóng doanh trọng, lại không thấy ngày xưa tuổi trẻ ta tính cùng kiêu cuồng. Nặng nề hướng phàm trần ba dập đầu, lúc này mới rời đi tẩy tương trì, tương trì yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng ve kêu, dầm một tiếng. Phàm Trần lại uống một ngụm rượu bên tai truyền đến tiếng sáo du dương. Di, ánh mắt phàm trần cảnh giác, đứng lên, nhìn quanh làn khói mờ mịt trên mặt nước, chỉ thấy, một vị thanh y nữ tử giống như trong tranh đi ra. Đứng ở trung tâm tầy tướng chi, cầm sáo thổi tấu, thủy thiên lưỡng tương phản, hồn thành tự nhiên đảo, nói không nên lời tuyệt vời cùng êm tai. Ý thức của phàm trần, rất nhanh từ trong tiếng sáo rút ra, phát hiện, một đạo thân ảnh từ phía sau xẹt qua hướng bà xa thế giới mà đi. Thật can đảm, Phạm trần dịch chuyển thân hình, tiến lên ngăn chặn, nhưng tiếng sáo cấp tốc mà đến, trong khoảnh khắc tới bên tai. Phạm trần đành phải buông tha ngăn cản đạo thân ảnh kia nhằm phía bà xa thế giới. Chờ tay một trưởng vỗ về phía thanh y địch nữ phía sau. Thanh y cầm sáo đánh ra, cùng phàm trần liều mạng một kích, ầm ầm trong tiếng nổ vang, vô số quy tắc trật tự đan xen ở phía trên tầy tương trì kết thành một tòa chiến trường dị thời không rộng lớn. Thanh Y bay ngược ra ngoài, đáp xuống mặt nước, ôm quyền hành lễ. Đại Phạm Thiên thật lợi hại, tiểu nữ từ Cam Bái hạ phong, nhưng giao thủ ở Tây Thiên Phật giới, đại sư sợ rằng không chiếm được thượng phong. Ba vạn năm qua, Phạm Trần Tu Vi tiến bộ thần tốc, đã là tiếp cận bán tổ đỉnh phong, nhưng đúng như Thanh Y nói, giao thủ ở Tây Thiên Phật giới, hắn bó tay bó chân, đầu tiên cân nhắc cũng không phải thủ thắng, mà là làm sao không để dư âm chiến đấu tản ra ngoài. Tạo thành phong ba diệt giới, cho nên vừa rồi hắn ra tay trong nháy mắt, lập tức liền sử dụng quy tắc trật tự xây dựng dị thời không chiến trường. Bao phủ hai người, ngươi là người phương nào? Bần tăng chưa từng nghe nói qua nhân vật như ngươi trong vũ trụ. Người của phe nào, đối phương có thể cứng rắn tiếp hắn một trường mà không bị thương. Tuyệt đối là bán tổ không thể nghi ngờ. Trong thiên địa, làm sao có thể trống rỗng toát ra một tôn bán tổ Tất nhiên có dấu vết để lần theo Nhưng Phạm Trần suy tính qua đi Lại phát hiện trên người nữ tử này không có thiên cơ Không có quá khứ Không có tương lai Hiển nhiên Sau lưng nàng có tồn tại cấp thủy tổ Xóa đi thiên cơ và dấu vết Đột nhiên nghĩ đến cái gì Phạm Trần lập tức liền muốn lao ra dị thời không chiến trường Chạy về phía bà xa thế giới Đại sư Xin dừng bước còn chưa lãnh giáo vạn Phật chiếu càn khôn huyền diệu, áo xanh che mặt, như gió theo bóng, tốc độ còn nhanh hơn phàm trần một phần, cây sáo dài trong tay giống như lợi kiếm, cắt qua vòng Phật hộ thân của phàm trần, điểm về phía áo ba lỗ, khiến phàm trần không thể không dừng lại đón đánh, lại nói một đầu khác, lão tử quỷ vòng vèo trở về, lấy đi bầu rượu phàm trần đặt ở trên tảng đá. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiến vào thế giới bà xa. Hát, quả nhiên là rượu ngon một hòa thượng uống rượu gì, chỉ là lãng phí, lão tử quỷ nếm một ngụm lớn sau đó, lùng lay lắc lư, hướng bà xa thế giới chỗ sâu đi tới, một đường phá giải trận pháp cùng cấm chế, rốt cục nhìn thấy bị giam giữ nhị quân thiên, dưới sự chỉ điểm của vị cô nương kia, tinh thần lực tiến cảnh thần tốc của hắn đã đạt tới cấp 93. Trên thạch đài đường kính ba trường, nhị quân thiên bị phong ấn, thần liên khóa thân, nhắm mắt khoanh chân mà ngồi giống như là một tảng đá hình người không nhúc nhích. Đây là thủ chúng của thiên chúng sao? Khí tức mạnh mẽ, khó trách thanh lộc lão nhi nói hắn có chiến lực có thể so với hạo thiên. Lão tử quỷ gõ gõ trên người nhị quân thiên, cơ bắp rất rắn chắc, giống như khối đồng, thanh lộc thần vương vốn là nói cho thạch kỳ nương nương. Nhị quân thiên đã bỏ mình, dù sao, nhị quân thiên biết quá nhiều chân tướng của hôi hải, nếu để cho phe thi yểm biết hắn còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện. Đến lúc đó, rất nhiều lời nói dối của Thanh Lộc Thần Vương đều sẽ bị vạch trần. Trương Nhược Trần đích thật là ở ý thức hài của nhị quân thiên. Bố trí thủ đoạn, cũng từng xóa đi một phần ký ức, nhưng nhị quân thiên tu vi quá cao thâm, tinh thần ý chí cường đại, khó bảo đảm sẽ không xảy ra sơ suất. Thanh Lộc Thần Vương cũng không dám lấy tính mạng của mình đi đánh cược. Nhưng ba vạn năm, Thanh Lộc Thần Vương đúng là vẫn ở trước mặt Trương Nhược Trần nói lỡ miệng. Vì thế mới có chuyện hôm nay thanh y địch nữ cùng lão tử quỷ cùng nhau đến Tây Thiên Phật giới cứu viện. Nhị quân thiên mở to hai mắt, đồng tử như dung nham, lão tử quỷ bị chấn nhiếp lui về phía sau hai bước. Sau khi lập định, xoa ngực, nói, nhị quân thiên, lão phu phụng mệnh đến cứu ngươi, vũ trụ đại loạn sắp tới, ngươi nên xuất thế, nhị quân thiên nhắm hai mắt lại, không hề có hứng thú với việc ra ngoài hay không, minh tổ đã chết, tín niệm trong lòng hắn sụp đổ đừng nói chạy ra khỏi nơi này chính là vũ trụ sinh diệt đều không liên quan đến hắn lão tử quỷ lấy ra một tấm phù lục phù lục giống như thước ngọc nói đây là chủ nhân nhà ta tự tay luyện chế vạn đạo phù khải uy năng càng ở trên vạn tinh đốt kim giáp của ngươi mặc vào áo giáp này ngươi tất có thể phá phong ấn chạy ra khỏi bà xa thế giới nhị quân thiên chỉ đáp lại một chữ cút hát ngươi đây là bị nhốt đến choáng váng sao lão tử quỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiến đến bên tai nhị quân thiên, thấp giọng nói một câu. Một câu này là cô nương dặn dò. Nghe này, nhị quân thiên trong nháy mắt ngẩng đầu, như mãnh sư thức tình. Trong mắt phát ra thần quang mãnh liệt như hằng dương, xiềng xích trên người phát ra âm thanh rầm rầm, khí thế mạnh mẽ vô biên, nói, dẫn ta đi gặp nàng, vậy ngươi phải thoát khốn trước mới được, lão tử quỷ nhún vai buông tay, suy nghĩ một chút, nhìn thấy phù lục trong tay, vỗ chán một cái, đã quên, ngươi còn không có mặc vạn đạo phù khải. Phong ấn sinh tử lão đạo bày ra, cũng chỉ có lực lượng ẩn chứa của phù lục này có thể phá vỡ. Thiên cung, thiên đình 20 chư thiên đến hơn phân nửa, các đại cường giới và văn minh cổ đều có cường giả cấp thần vương thần tôn tới. Lãnh tụ các thế lực lớn như thời gian thần điện, không gian thần điện, chân lý thần điện, ngũ hành quan, trận diệt cung, tề tụ, kỳ vực biến mất. Thiên hạ sôi trào, không ai ngồi yên, đều cảm thấy tận thế có thể sẽ sớm hàng lâm. Đại lượng kiếp có lẽ ở mấy vạn năm sau, nhưng tiểu lượng kiếp thì sao? Sinh tử thiên tôn và thủy tổ nhất định sẽ hành động sớm. Cơ thiên bây giờ phong quang vô hạn, xung quanh có rất nhiều cường giả thần vương thần tôn. Hắn từng được mời đến 72 tầng tháp, tiến vào Hắc Hải tu luyện, hấp thu hồng mông Hắc Long vĩnh sinh thần hồn cùng thủy tổ vật chất. Đã là phá cảnh đến thiên tôn cấp thiên đình vũ trụ rốt cuộc không người nào có thể lay động hắn chư thiên vị trí hắn là thân cận nhất thần giới chư thiên ba vạn năm qua xây dựng thiên địa tế đàn đạt được rất nhiều chỗ tốt cùng tiện lợi cơ ra theo đó hưng thịnh lớn mạnh vô số đại thế giới thần linh dựa vào nghe nói tinh thần ý thức của hồng mông hắc long đã hoàn toàn bị ma diệt ngay cả vĩnh sinh thần hồn và thủy tổ vật chất cũng bị tu sĩ thần giới hấp thu hết thủy tổ một đời chết thật là thê thảm đây có phải là tuyên bố thái cổ sinh linh hoàn toàn rời khỏi vũ đài lịch sử nhỏ giọng một chút thiên đình vũ trụ cũng là có một ít thái cổ sinh linh tàn đảng để cho bọn hắn nghe được nên mất hứng cơ thiên nói kỳ vực biến mất tất sẽ dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền nếu là tự nhiên tiêu vong nói rõ thiên địa quy tắc sắp sửa phát sinh tiến thêm một bước biến đổi lớn không gian nói không chừng muốn sụp đổ đại thế giới cùng tinh cầu chỉ sợ sắp sửa không cách nào duy trì trạng thái rắn. Nếu bị thủy tổ tà dị thu đi, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, vô luận là tình huống nào, đều nói rõ đại dung chuyển vũ trụ chân chính sắp tới. Mộ dung chúa tề tự nhiên chỉ có thể nuốt hết ý thức tinh thần còn sót lại không nhiều của hồng mông hắc long. Miễn cho lại có người không biết trời cao đất rộng tiến đến cứu viện. Chỉ tăng thêm biến cố, một vị cường giới giới tôn xếp hạng top 100 nói tinh thần lực của mộ dung chúa tể chẳng phải lại tăng tiến sao. Thủy tổ há là chúng ta có thể nghị luận, ánh mắt cơ thiên nghiêm nghị, vị cường giới tôn kia đành ngượng ngùng cười làm lành, cúi đầu, không dám nhiều lời, xương khô trong mộ hồng mông hắc long thôi, chết rồi cũng sẽ chết, nhưng muốn nói thái cổ sinh linh tiêu vong như vậy, các ngươi coi thường ai, không nói đến vị thần cổ xào kia, chính là hỗn độn tộc ngọc hoàng giới, cũng có thể quét ngang các ngươi đi theo thanh âm lạnh lùng này vang lên, Long Hoàng cùng Phượng Hoàng cùng với tộc trưởng ngũ hành ngũ tộc nối đuôi nhau đi vào. Cơ thiên nói, Linh Yến Tử có còn sống hay không? Còn chưa nói, Ngọc Hoàng giới sớm muộn gì cũng bị mộ dung chúa tể san bằng. Thủy tổ tà dị che giấu trong đó chỉ biết theo chân hồng mông hắc long. Từ ba vạn năm trước, thần giới đã cùng Ngọc Hoàng giới đấu qua một hồi, thậm chí mộ dung chúa tể đều ra tay nhưng lại bị ngọc hoàng giới thần bí cường giả đánh trở về đến lúc này uy danh bạch ngọc thần hoàng vang vọng tinh hải về thân phận của hắn các loại thuyết pháp đều có hư hư thực thực lúc thái sơ hỗn độn tộc lão tổ tông ba vạn năm qua tại ngọc hoàng giới phong phú tài nguyên gia trì hạ hỗn độn tộc phát triển lớn mạnh cường giả như mây nghiễm nhiên trở thành một phương bá chủ phượng hoàng nói trong mắt cơ thiên chỉ cần không phải thủy tổ của thần giới thì toàn bộ đều là tà dị sao Cơ thiên biết đối phương đang đào hầm cho mình Hời hợt nói Cũng không chọn vẹn Nhân vật như sinh từ thiên tôn Biết thế nào là chính đảo Thế nào là tà đảo Toàn lực ủng hộ thủy tổ xây dựng tế đàn thiên địa của thần giới Cũng không phải tà dị Hạng sở nam vươn cổ Nhìn ra xa Hưng phân nói Bên kia hình như đang tranh chấp Náo nhiệt quá Đi theo cơ thiên bên người thần linh những năm này là càng ngày càng nhiều mỗi một vị sau lưng đều ít nhất đại biểu một tòa đại thế giới thái độ đây không phải là chuyện tốt a à, phong nham bên miệng để dâu cả người càng thêm thành thục lão luyện có một phương chúa tể khí độ nói đại lượng kiếp càng ngày càng gần chỉ có thần giới có thể làm cho mọi người nhìn thấy hy vọng sinh tồn mọi người lại không ngu xuẩn tự nhiên sẽ đầu nhập vào họ nếu thiên tôn tiếp tục bế quan thiên đình vũ trụ tiếp tục hỗ trợ xây dựng thiên địa tế đàn Loại xu thế này nhất định sẽ tăng lên, đều là đám ô hợp mà thôi." Hạng Sở Nam nói, sau lưng đám ô hợp, lại có bao nhiêu cường giả đứng đầu âm thầm biểu lộ lòng trung thành. Thanh Ti Tuyết tiếp tục nói, "Thiên Đình vũ trụ to lớn như vậy, giao cho A Phù Nhã, Hư Phong tận, cái diệt quản lý, bản thân chính là châm chọc, tu sĩ phía dưới làm sao có thể đồng lòng? Nếu không có lời của Từ Hàng Tôn giả năm đó, nói không chừng ta đã sớm dẫn dắt chân lý thần điện." cũng gia nhập thần giới. Ba vạn năm qua, bởi vì thiên đình vũ trụ ủng hộ xây dựng thiên địa tế đàn. Thế cục coi như ổn định, nhưng cũng tương đối ổn định, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh tranh chấp. Có đôi khi là một tòa đại thế giới bị tế luyện. Có đôi khi là thần linh bị bắt cóc, có đôi khi là tộc quần trong lúc đó chiến tranh, sinh tử thiên tôn bế quan không ra. Tự nhiên là dẫn phát không ít oán hận, lực ảnh hưởng đừng nói so sánh với hạo thiên thậm chí cũng không bằng mộ dung đối cực quanh nam tọa trấn thiên đình. Phong Nham nói, chỉ ít long chủ đại nhân cũng không tệ lắm, rất nhiều thần linh đều tin tưởng hắn, kính trọng hắn, về phần ba người khác, kỳ thật cũng làm không ít chuyện, năm đó nếu không có thủy nữ vương cùng hư thiên ra tay. Chủ tế đàn đã bị mộ dung đối cực cùng vô thủ già diệp mạnh mẽ xây dựng đến bên trong thiên đình. Hạng sở nam không có hứng thú với những gì bọn họ đàm luận nhìn hai nhóm người còn đang tranh phong ở phía xa nói vậy sau lưng phượng hoàng có a phù nhã ủng hộ không bọn họ có đánh nhau không nghe nói thần giới vẫn hoài nghi a phù nhã không phải là a phù nhã mà là phượng thiên muốn thăm dò đến cùng một đạo khuynh thành tiệt đại thân ảnh đi tới mấy người bọn họ bên cạnh trên người thần hà lượn lờ lấy thiên nhiên thanh âm ngữ điệu thật sự đánh nhau đối với ai cũng không có lợi cuối cùng thụ thương vẫn là thiên đình vũ trụ tu sĩ trong lòng tin tưởng cùng đoàn kết chi nghĩa. Chỉ có thiên tôn xuất quan, mới có thể trấn áp làm cho thế cục càng ngày càng xấu đi. Hạng sở nam vội vàng đứng dậy nhường chỗ, cười nói, nguyên nghi thần tôn, người ngồi đây, ngồi cùng nhị ca, người tới chính là nguyên tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ ngày xưa. Nguyên nghi thần tôn nhìn phong nham, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, không được, liên công tử đã trở lại. Ta phải đi gặp một lần, giúp ta hỏi xem nàng có thật sự gia nhập thần giới hay không. Nghe nói nàng đều bái mộ dung chúa tể làm thầy. Sau khi nguyên nghi thần tôn rời đi, Phong Nham mới dặn dò một câu. Người nói chuyện đừng quá càn rỡ. Liên công tử lòng có khí phách, tuyệt đối không thể gia nhập thần giới. Đi tu hành ở tầng 72 là ý của sinh tử thiên tôn. Ai tin chứ? Hạng sở nam nói. Người có tin hay không? Nguyên nghi thần tôn đi bái kiến hiên viên liên là ý của hỗn nguyên thiên hỗn nguyên thiên sợ là cũng không biết hiên viên liên hiện tại rốt cuộc có thái độ gì cho nên phái người đi thăm dò hay là chúng ta cũng đi gặp một lần ta ngược lại thập phần tò mò nàng khổ tu ba vạn năm rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì thanh ti tiết đứng dậy cùng hạng sở nam đi đến phủ điện hiên viên liên phong nham rất chấn định ánh mắt tuần tra trong điện chợt đồng từ ngưng tụ ở góc đông bắc thần điện trung ương thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc mỗi người đều trẻ tuổi tiệt lệ, khí chất bất đồng, trì khổng nhạc, diêm ảnh nhi, trương ngạo hà, đều là con gái của đế trần. Trương hạo hà là do kỳ phạm tâm sinh ra, làm nhị thúc, phong nham đương nhiên đã gặp qua, có thể nói là nhìn cô lớn lên, nhà đầu này tính cách không hề trầm ồn thanh tịnh như kỳ phạm tâm. Khi còn bé, luận tinh quái cùng nghịch ngợm bướng bỉnh còn hơn diêm ảnh nhi cùng trương tinh thần. Lúc 9 tuổi, rắc bột mì vào trong mễ sơn gia vị cho hạ tông chủ đang ăn mễ sơn. 12 tuổi chính là phóng hỏa đốt bổn nguyên thần điện. 13 tuổi mang theo đệ đệ, lẻn vào tổ đĩa, đi đào không nổi minh vương đại tôn thiên tôn mộ. Bị kiếp thiên truy đánh mấy ngàn dặm, mông đều đánh nở hoa. Nhưng muốn nói tu luyện thiên tư, đặc biệt là tinh thần lực thiên phú, tuyệt đối là cao đến nghịch thiên trình độ. Lúc này mới ba vạn năm, đã là đạt tới 90 giai. Đương nhiên thời gian tu luyện chân thật tự nhiên xa xa không chỉ ba vạn năm, dù sao sau khi tu thần thiên thần trở về kiếm giới. Cơ hồ liền thành vũ em của nàng, cái này cũng đã tương đối dọa người. Tốc độ tu luyện, có thể so sánh với bất kỳ tinh thần lực thủy tổ nào trong lịch sử. Đều nói Trương Hồng Trần khi còn bé là sát tinh, đây mới thật sự là sát tinh. Ba người các nàng tới thiên cung làm gì? Lòng hiếu kỳ của phong nham bị khơi gợi. Đây là một số chia sẻ của tác giả, ở thời điểm Trương Nhược Trần đạt tới thủy tổ cảnh về sau, mọi người cũng nhìn ra. Sắp đại kết cục, vốn viết sảng khoái một chút, tại phá cảnh thủy tổ, tại hải thạch tinh ổ, thân phận của hắn sẽ bị nhìn thấu. Chiến đấu sẽ bộc phát như vậy đại khái hơn 10 chương liền có thể kết thúc. Nhưng... Tôi suy đi nghĩ lại, vẫn là muốn dặn dò một chút nhân vật cùng một ít chuyện xưa, cho dù mọi người nói cưỡng ép nước cũng không sao. Cách đại kết cục còn có bao nhiêu chương, phỏng chừng có thể 3 40 chương, có thể 5 60 chương, chủ yếu xem cảm giác viết ra. Nếu cảm thấy không đúng, tôi sẽ tăng tốc độ, sẽ không ép chương. Nếu như muốn mạnh mẽ viết mà nói, phía trước mấy chương một ít nội dung, hoàn toàn có thể mở rộng đến 10 vạn chữ, 20 vạn chữ. Không nhiều lắm, nhiều năm như vậy, không ai muốn hoàn thành tác phẩm hơn bản thân tác giả, nhưng ông ấy không muốn qua loa hoàn thành. Tu vi cùng sức hủy diệt chiến đấu, đạt tới giai đoạn này, muốn mạnh mẽ bước phá cũng bất động, vẫn là câu nói kia, ngoại trừ viết chiến đấu, bất kỳ nội dung vở kịch nào khác ở giai đoạn này viết nhiều đều có vẻ rất không thích hợp. Hết chương 4124 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.